Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là phía trước là có anh Hai nha cô chú, và con gái của chị Loan nha cô chú anh chị. Dạ thì con gái của chị Loan cũng đang dọn dẹp những cái thùng giấy bỏ của chú anh chị để đem ra bên ngoài để cho anh về chai nha cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là 4 giờ chiều rồi nha cô chú anh chị. Thì chiều ngày hôm nay cũng có chị Phương Lê cũng vừa chở chị Loan đi làm bên răng sứ của chú anh chị. Thì cũng chở chị Loan về đến nhà rồi cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là trời Sài Gòn cũng đang mưa nha cô chú anh chị. Ngày nào cũng qua lấy như sao ạ? Cách đây khoảng mười mấy 20 cây á, tầm đó vừa đi mình vừa thấy đạn mà có mấy cây 20 cây đúng không? 120 120 cây trời, ở đâu mà 120 cây vậy anh? Ở đâu? Ở đây Tây Ninh. Tây Ninh. Ủa Tây Ninh xuống đây 120 cây hả? Rồi anh đi từ Tây Ninh đạp xe đạp từ Tây Ninh xuống tới đây cả nhà. Đi đường Bình Dương, nếu đi đường Quốc lộ đúng không? Vừa qua tách qua ngay chỗ Nghĩa Trang ở Bình Dương, rồi mới đi đường vừa về Thủ Đức, mới về đường Phú Nhuận, về anh có một thùng giấy mới bỏ ra đây nè anh. Ủa em thấy anh cũng lâu lâu anh cũng hay xuất hiện đây đúng không? Lâu lâu mới tới, đúng rồi, tại vì cũng hơn cả tuần rồi em mới thấy anh vậy là chứ hơn cả tuần là anh xuất hiện lần. Từ Tây Ninh luôn, từ Tây Ninh mà đạp xe xuống đây. Vậy là trên đường anh đi là anh nhặt dây chai vậy hả? Cấm xe á. Vậy là xong rồi cái mình từ đây cái mình đạp xe về nhà. Có cái thùng xe ba, bây giờ bé. Bán đúng không? Bán hơi dựa dây chai vòng vòng đây đúng không? Vòng đây là có cái thùng xe về nhà. Xong rồi cái đạp xe 120 cây về nhà. Trời ơi. Đây, cực ghê anh. Cái gì nhiều thầy. Trong tiền bộ em tưởng anh chỉ ở khoảng 12 cây thôi chứ không ngờ anh đi được 120 cây vậy. Còn mà sao mình không lụm ở gần khu vực mình ở thôi. Có gặp trường nào lụm đó năm mấy anh rồi, gặp trường nào lụm đó. Gặp trường nào mình lụm đó. Ví dụ gặp nha, nghĩ ra mình vô lụm, nghĩ ra mình vô. Ví dụ gặp ở đây ở nghĩa chỉ Chủ Linh ở đây lụm đây. Còn nếu mà gặp ở đường thì lụm ở đường. Tôi làm đi là cứ mò hàng ngày luôn á, hàng ngày là anh đi từ Tây Ninh đạp về đến đây vậy hả? Có đi đúng à, ví dụ như là đi xin ngắm bờ biển một ngày một ký của chú chị. Chừng nào đánh thì đi về được Tây Ninh. Đi về Tây Ninh luôn, là cứ đạp cứ từ Sài Gòn về Tây Ninh rồi từ Tây Ninh đi Sài Gòn. Cứ đi thở dài ngày là từ Sài Gòn về tới Tây Ninh là dài ngày. Ủa vậy tối cái mà mình đi chưa về được Tây Ninh là mình ở đâu?
gặp chỗ nào ngủ uống đó. Gặp ở đâu ngủ đó, ngủ ngoài đường vậy thôi hả? Vô gặp không ở ngoài chợ, ngủ ngoài chợ. Gặp ở công viên cũng tiên. Mình cứ ngủ đi dọc đường buồn ngủ là cứ nằm xuống ngủ vậy thôi. Yeah. Ngủ xong rồi cái thức dậy là đi tiếp. Rồi trên đường về cứ làm cái gì là bán đó. Ủa nhà này hình như là nhà nghệ sĩ Vũ Linh mà. Đúng rồi, nhà này là nhà của cậu Năm Vũ Linh nè, bây giờ là chị Hồng Loan ở trong này. Trước trước là ở cái Kim Viên, lúc năm là ở cái Kim Viên á. Cách đây 30 năm rồi. Ở Kim Viên đặt chén cái Kim Viên á. Bữa nay có nhà nghệ sĩ Vũ Linh luôn. Đúng rồi, nhà Vũ Linh luôn. Vậy là anh ta có biết cậu Năm Vũ Linh đúng không? Em thì em với mấy bạn khác cũng hay chia sẻ chị Loan bán hàng nè, là lúc mà đám tang của cậu Năm Vũ Linh cũng chia sẻ quá trời luôn. Em thấy anh mà như đám tang cũng thấy anh đúng không? Cái đó đám tang là đám tang Vũ Linh. À vậy là anh là thần đường cậu Năm, anh xem mấy mấy người xe ôm người ta coi cái anh coi ké chứ anh đâu có xài điện thoại đúng không? Đâu có xài đâu. Đâu có xài gì đâu chứ anh coi gì cái lấy tết coi ké. Vậy thấy anh hả xuống nhà của cậu Năm rất là nhiều lần rồi. Họ đánh tăng 49 ngày nhà cháy không có xuống. Nhà nó cháy. Đâu cũng chắc là chỉ thừa. Xuống này ghé thăm Vũ Linh. Vậy em cứ nghĩ là anh ở gần đây tại vì em lâu lâu em cũng hay thấy anh qua đây. Dạ. Anh lượm mấy cái thục giấy này kia nè. Dạ. Tưởng ở gần đây ngờ mà anh ở xa như vậy. Không có vợ con gì không? Chừng nào mà cái đó từ cái năm đi. À, tự nhiên ha. Tự nhiên đi. Vậy là mình giờ vẫn độc thân ha. Dạ. Ví dụ đàn bà giàu á, lấy đồ ông nghèo cũng có. Đàn bà giàu lấy đồ ông nghèo cũng có đó. Rồi đàn ông mà giàu á thì lấy đồ đàn bà nghèo nữa. Cái đó là nói đúng đúng mình đi lượm với cha như vậy nè là đủ sống không anh? Bình thường thu nhập ngày của mình thì có đủ nhiều. Không đủ mua cơm á? Cơm hả? Đủ mua cơm ngày mình lượm về mình bán mình được 100 ngàn không anh? Chủ được 50 ngàn mấy chục ngàn đi cơm em mua cơm 30 ngàn nếu 30 ngàn mình đưa 30 ngàn 60 ngàn rồi tụi thuê 20 là 80 ngàn. Vậy là cứ làm là đủ ăn vậy đâu có dư đồng nào đâu. Có dư 50 ngàn à. 50 ngàn vậy thì để chơi giá xe. Nếu hư là chơi giá. Để phòng thân để giá bánh xe bơm bánh xe rồi chạy vậy thôi. Ở xe đập xe đai thì cũng hết à. Rồi lâu tới đường đó xe thôi. Vậy mà mình đi ngoài đường vậy mà đi dọc đường vậy á. Rồi tối mình ngủ vậy có khi nào mình gặp móc túi đồ không anh? Thôi móc túi bây giờ mấy người mà mấy ngõ đường lửa ai mình vào mà khá giảm túi còn mặc gì nhiều nhiều sơn giác họ không có móc túi đâu. Ờ ông cũng biết rồi mình ở ngoài thấy, đường thấy cái du lịch này họ sẽ là giàu nè do ngủ mà nhiều khi du lịch nó cũng đủ á đó ngủ công viên cũng có mà không có đó thì mấy lỗng thì móc túi còn xe đạp xe đạp nó thấy cũng biết nhiều đó nó học đấy.